Xin chào các bạn, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm bông hoa hướng dương như cái hình mẫu này nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ làm những cái cánh hoa. Thì để làm cánh hoa các bạn sẽ gập đôi cái cọng cảm nguyên lại nha. Và cái phần gập này các bạn đừng có để bị hở nha. Sau đó chúng ta sẽ vặn lại ở vị trí cỡ tầm 2,5 đến 3cm nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ cuộn lại như thế này. Các bạn nhớ các bạn đừng có gập nha, mà chúng ta cầm cái nhánh này chúng ta kéo xuống, nó sẽ cong tròn. Chúng ta búng lại một lần nữa. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục nè, cầm cái nhánh nè các bạn. Thì khi làm như vậy cái cánh hoa của mình nó sẽ được tròn hơn ha. Rồi các bạn cũng yên tâm là khi chúng ta dán keo nến, cái phần dưới này nó không có bị bung đâu. Còn cái phần dư thì chúng ta sẽ cắt bỏ đi, chỉ để lại một chân duy nhất. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm đến phần đài hoa nha. Thì có rất là nhiều cách làm hoa hướng dương. Và do cái cánh hoa của mình tròn nên mình cũng làm những cái đài hoa cho nó tròn tròn dễ thương ha. Thì để làm đài hoa các bạn sẽ cắt đôi cọng kẽm nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ gập lại như thế này. Và những cái chỗ gập đó các bạn nhớ đừng có để nó bị hở nha. Sau đó chúng ta sẽ xoắn ở vị trí tầm 2cm nè. Rồi các bạn cũng gập hai bên xuống. Thì vì nằm lá nên chúng ta không có cần phải tròn quá nha. Đó, chúng ta xoắn và chúng ta bóp nhẹ cái phần đầu lại. Các bạn chịu khó tỉa hai đầu như thế này ha. Thì cái lá mình nó nhìn nó sẽ giống cái lá hơn nè. Đến phần làm nhị thì chúng ta sẽ sử dụng kẽm nâu hoặc là những cái cọng kẽm màu tối á. Các bạn cuộn tròn lại như thế này. Cuộn đến hết luôn nha. Đến phần cuối này còn dư có tầm 2cm này, chúng ta sẽ gập lại như thế này. Và các bạn làm một cái thao tác nhỏ nữa, đó là chúng ta sẽ cắt một miếng giấy ha. Và nhỏ keo trên đây chúng ta dán lên như thế này. Thì nó sẽ giữ cái nhị của mình nó không bị bung. Còn nếu mà mình vừa làm mà mình vừa dán á, thì ở trên cái bề mặt nhị này nó sẽ bị dơ ha, nó bị dính keo á. Và các bạn để ý cái phần hồi nãy chúng ta gập cọng kẽm xuống nó bị lõm một chút á, thì sau khi chúng ta dán keo xong các bạn kéo lên nè. Đó, như vậy là cái nhị của mình nó sẽ tròn đều hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dán cái cánh hoa vào trong cái nhị này ha. Thì các bạn chỉ việc nhỏ keo vào đây và chúng ta đặt những cánh hoa vào cái nhị này. Và cái chân của cái cánh hoa đó các bạn đặt ngay chính giữa của cái nhị nha, như thế này. Rồi những cái cánh còn lại thì các bạn cũng dùng cái cánh hoa này chúng ta đặt vô sát vào nhau nha các bạn. Và cái chân nó sẽ tập trung nằm ở chính giữa cái nhị hoa nè. Sau đó nhìn lại, cảm thấy cái cánh nào mà nó dài quá hoặc là ngắn quá chúng ta sẽ chỉnh lại cho nó đều đều một xíu. Như vậy là chúng ta dán xong lớp thứ nhất. Thì các bạn có thể dán 5 hoặc 6 cánh nha, tùy các bạn. Chúng ta đẩy sát vô là chúng ta có thể dán được. Rồi sau đó các bạn sẽ nhỏ keo tiếp tục dán ở tầng thứ hai nha. Và cái cánh ở tầng thứ hai này các bạn dán vào ngay cái phần lõm của hai cái cánh của tầng thứ nhất nha. Và cứ như vậy thì chúng ta sẽ dán tất cả những cái cánh còn lại cũng tương tự giống vậy. Và những cái cánh hoa này các bạn sẽ đặt sát vào nhau nè, tập trung cái chân vào chính giữa của cái nhị hoa. Như vậy chúng ta đã ráp xong cái cánh của một bông hoa rồi nè. Tiếp theo thì chúng ta đi dán phần đài hoa nha các bạn. Thì cũng tương tự, chúng ta sẽ nhỏ keo nến vô đây nè. Và đặt những cái nhánh riêng hồi nãy đài hoa chúng ta làm rồi đó. Đó, các bạn sẽ dán vô đây. Sau khi dán xong thì chúng ta sẽ chỉnh cái cánh hoa nè. Các bạn hơi bẻ cong chút lên như thế này cho nó đẹp ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhỏ một ít keo nến vô đây. Và các bạn sẽ đặt một cọng kẽm vô đây nha. Còn cái phần thân để nó to hơn một chút thì các bạn có thể quấn thêm giấy vào đây. Do là cái giấy mềm nên khi chúng ta quấn vô nó cũng sẽ rất là dễ ha.
chúng ta quấn tròn như thế này. Và mình dùng keo sáp để quấn ngoài là xong ha. Thì ngoài cách ốp giấy làm thân đó, các bạn còn có thể sử dụng hai cọng kẽm nhung cũng được nè. Nhưng mà sử dụng cách này nó tiện lợi, tuy nhiên là nó hơi hao nguyên liệu ha. Rồi các bạn cũng quấn lại giống vậy. Còn phần làm nụ hoa rất là đơn giản nè. Từ cái bông hoa đó, các bạn sẽ bẻ gập những cái cánh hoa đó vô như thế này. Đó, tầng thứ nhất. Rồi chúng ta sẽ bẻ đến tầng thứ hai. Muốn cho cái nụ nó chùm lại á, thì chúng ta có thể dùng tay nè, chúng ta chùm lại như thế này. Thì cái nụ của mình nó sẽ chùm lại nhiều hơn ha. Thì đó chính là cách làm hoa và làm nụ của hoa hướng dương cánh tròn như thế này. Mình xin dừng video tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.